Vâng, xin chào tất cả quý chị nhà đầu tư và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh chứng khoán Ichimoku và em là Nguyễn Khởi, cố vấn phân tích tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán VTS. Thì nhân dịp đầu tuần thì cho phép em gửi xin gửi lời chào cũng như lời chúc sức khỏe đến đại gia đình nhà mình nhé. Và em phải chúc cho mọi người tuần này sẽ có thật là nhiều năng lượng để hoàn thành tốt các công việc của mình, đi cùng đó là sẽ đầu tư thật là hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhé. Ok, thì trong video này thì em Khởi sẽ phân tích về hai mã cổ phiếu bất động sản, đó chính là cổ phiếu Novaland và cổ phiếu DXS. Thì trước khi vào video thì các chị nhớ để lại cho Khởi một like nhé, cũng như một lượt đăng ký kênh, cùng đó là các chị cũng hãy để lại những cái quả tim ở bên dưới phần bình luận để có thể khích lệ tinh thần cho Khởi cũng như là tất cả các anh em trong team Ichimoku. Và đặc biệt là các chị đang xem thì hãy dành ra 5 đến 10 giây để ấn vào hai đường link Zalo và Telegram mà em Khởi đã ghi ở dưới phần bình luận. Thì hàng ngày thì trên hai zoom này thì em Khởi sẽ khuyến nghị cho mọi người cổ phiếu hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó thì em Khởi cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người phân tích các cái điểm mua, điểm bán, hỗ trợ kháng cự các cái mã cổ phiếu, đi cùng đó là các cái thông tin. Và đây cũng là cái kênh để cho mọi người có thể giao lưu chém gió về chứng khoán nhá. Hai cái zoom này thì hoàn toàn là miễn phí thôi, nên mọi người hãy vào để có thêm những cái góc nhìn khi mà em Khởi khuyến nghị và có điểm mua cổ phiếu nhé. Ok, quay trở về với cái biểu đồ chúng ta thì như thường lệ thôi, thì em Khởi cũng sẽ phân tích cho các cổ phiếu trong khung chung dài hạn trước rồi sau đó mới về khung ngắn hạn nhé. Đây là khung tháng của đồ thị tháng của con Novaland này. Novaland thì hiện tại thì đã là cây nến thứ tư liên tiếp tính đến thời điểm hiện tại của tháng 9 này, là thời điểm thứ là cây nến thứ tư liên tiếp mà Novaland tạo nên một cây nến tăng. Và trong ba cây nến của tháng 6, tháng 7 và tháng 8 này, thanh khoản rất tốt, cũng phải gấp 3, gấp 4 lần trung bình 2 phiên, đặc biệt là tháng 8 vừa qua, và cũng đang trong một cái kênh tăng khá là mạnh trong khung đồ thị tháng này. Tuy là nhìn về đồ thị nó chỉ hồi phục nhẹ thôi, nhưng mà thật ra nó tăng khoảng 120% rồi đấy. Trước đó thì trong năm 2022 thì đã có những cái tín hiệu mà giảm rất là mạnh đến từ Novaland, và sau đó thì đã có những lúc mà Novaland của chúng ta rơi về từ những vùng giá cao nhất là khoảng vùng giá 90 mà rơi đến về những vùng giá thấp nhất vào vùng giá 10, và từ những vùng giá 10 hiện tại và lên đến vùng giá đóng cây nến của tuần giao dịch vừa qua là vùng giá 22 thì Novaland này cũng đã hồi phục vào 120% rồi. Và hiện tại thì vẫn đang cho thấy một kênh xuống tăng, thanh khoản nhịp này cũng đang rất là ấn tượng này, chứng tỏ là nhà đầu tư các cái tay to, các cái dòng tiền lớn thì đang có dấu hiệu quan tâm, rất là quan tâm đến Novaland trong thời điểm vừa qua. Ok, thì hiện tại Novaland thì vẫn được định giá rất là rẻ so với thị trường, so với các cổ phiếu khác rồi. Thì đây cũng là một trong những cổ phiếu mà em phải đánh giá là đầu tư dài hạn rất là tốt đối với cổ phiếu Novaland này nhé. Đây là khung đồ thị tuần đối với cổ phiếu Novaland này. Khung đồ thị tuần thì vẫn trong 3 tuần gần đây thì vẫn đang cho thấy một cái kênh tăng, đi cùng đó là một cái kênh tăng yếu thôi, khi mà đường Tenkan này, đường Kijun này thì đang cho thấy những tín hiệu mà tăng nhẹ, một tín hiệu mà đi lên nhẹ thôi. Và trong những cái tín hiệu này thì sẽ có khả năng sẽ suy yếu trong các cái tuần tiếp theo, khi mà đường Chico thì vẫn đang ở trong những vùng ao sen dày này, và đường giá thì còn tín hiệu đâm vào vùng mây rất là dày này. Khi mà đâm vào những cái vùng mà kháng cự mà ao sen cũng như mây dày này thì các cổ phiếu thì sẽ có tín hiệu mà nó chứng lại cái đà tăng của mình, và khả năng sẽ lô lên trong khung đồ thị tuần thì cũng khả năng sẽ rơi vào những trạng thái tăng yếu thôi. Có thể thấy một ví dụ này, khi mà Chico đâm vào vùng ao sen dày này thì đường giá thì đã có tín hiệu phản ứng với đường giá này, khi tạo lên hai cây nến mà rung lắc khá là mạnh và sau đó test về đường Kijun này và hồi phục trong ba cây nến gần đây. Thanh khoản nhịp này cũng tuy là chạm mức trung bình 20 phiên nhưng mà so với những cái nhịp tăng trước này cũng chưa thực sự là quá là đáng kể đâu. Ok, nói chung là khả năng thì trong khung đồ thị tuần này thì vẫn có tín hiệu mà tăng yếu thôi. Đường Tenkan của Kijun thì vẫn đang cho tín hiệu mà đi lên nhẹ thôi, cho thấy một tín hiệu tăng yếu. Quay trở về với khung đồ thị ngày của chúng ta thì kết cây nến phiên thứ 6 ngày 8 tháng 9 thì Novaland tăng 1,85% và có tín hiệu trả điểm so với cây nến của phiên thứ 5 nhé. Ok, nhưng mà khá là đáng tiếc là không thể giữ được những cái giá cao nhất trong phiên, nên là vì với những tín hiệu như vậy thì trong tuần giao dịch mới này thì nếu như không có thêm những dòng tiền mới tham gia vào thị trường để thúc đẩy con Novaland này thì khả năng trong tuần này sẽ có những tín hiệu rung lắc khá là mạnh, đặc biệt là trong phiên bắt đầu từ phiên thứ 5, thứ 6 khi mà có tín hiệu mở khách sạn rất là mạnh về vùng giá bên dưới. Ok, phiên thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì đang có tín hiệu khả năng là có những cái lực hút nhẹ thôi và chủ yếu là có diễn biến là đi ngang. Nhưng mà trong phiên thứ 5 và thứ 6 nếu như mà không thể vượt qua được những cái vùng đỉnh mới quay vùng giá là 22.25 mà không ngừng vượt qua được chinh phục những vùng đỉnh thì khả năng sẽ có tín hiệu hút giá rất là cao, hút giá về vùng giá bên dưới. Còn đâu nếu trong phiên đầu tuần, phiên thứ 2, phiên thứ 3 mà lại có tín hiệu vượt qua được vùng giá 22.25
và vượt qua được vùng giá này thì khả năng những khách sạn này nó sẽ biến mất và cho thấy một xuống tăng. Trong cái khung đồ thị ngày thì vẫn đang cho thấy một xuống tăng rất là mạnh này. Ok, nhưng mà mọi người chú ý tuần sau một chút nhé. Để rõ hơn thì em cả xem mở khung đồ thị giờ lên. À, với cái sự mà chững lại trong trong các phiên thứ năm và thứ sáu này, khi mà chủ yếu có diễn biến là đi ngang. Ok, thanh khoản nhịp này cũng thanh khoản vào phiên chiều thứ sáu cũng đang rất ấn tượng này, nhưng mà khá là đáng tiếc là không thể mẹ giữ được cái giá cao nhất trong phiên, nên là khá là một điều khá là đáng tiếc. Và trong cây nến bắt đầu từ trong phiên thứ hai này thì khả năng nó sẽ rơi vào những trạng thái là tích lũy trong khung 9 giờ, khung 10 giờ, khung 11 giờ thì hai kiếm này sẽ có xu hướng là đi chập vào nhau, và hy vọng mình sẽ chớp lấy những cái cơ hội để cho cuối phiên sáng như phiên chiều để cho Novaland có thể bật tăng nhá, vượt qua được vùng giá 22.25 là một điều hết sức tích cực. Còn đâu nếu mà không thể vượt qua được vùng giá 2.25 trong phiên thứ hai thì khả năng sẽ mở những cái tín hiệu lực hút về vùng giá bên dưới là khá là cao nhá. Nên là thứ hai cũng là một phiên rất là quan trọng đối với cổ phiếu Novaland, và điều kiện tiên quyết là phải vượt qua được vùng giá là 22.25 và giữ trên vùng giá này khi kết thúc phiên thứ hai. Ok, thanh khoản nhịp này thì cũng khá là đều này, khi mà đều chạm mức trung bình 20 phiên. Bên dưới thì vẫn đang có những cái vùng hỗ trợ, đầu tiên là vùng hỗ trợ đỉnh cũ này. Bên sâu nữa là vùng hỗ trợ Kizun khá là sâu bên dưới vùng quanh quanh vùng giá là 19.8. Theo đánh giá kết luận của em Khởi thì trong một dài hạn thì phải vẫn đánh giá rất là cao đối với cổ phiếu Novaland này, và tiềm năng của Novaland là rất là lớn trong thời điểm sắp tới. Và ngắn hạn thì vẫn đang có hai kịch bản nên phải build ra cho Novaland, và Novaland cũng đang khá giống khá là nhiều các cổ phiếu bất động sản khác khi mà đang có hai kịch bản. Một là có tín hiệu mà dòng tiền tham gia tiếp tục tham gia mạnh vào cổ phiếu Novaland và nó chinh phục được những cái vùng đỉnh trong ngắn hạn này. Ok, với cụ thể Novaland nó đang quanh vùng giá 22.25 và nó sẽ có tín hiệu mà tiếp tục kênh giá tăng lên. Còn đâu nếu mà trong phiên thứ hai mà có tín hiệu mà không thể vượt qua được vùng đỉnh 22.25 thì khả năng thì trong phiên tiếp theo, đặc biệt là phiên thứ năm và thứ sáu, thì sẽ có những cái lực hút giá về vùng giá Kizu này là rất là lớn nhé. Khả năng trong tuần tiếp theo sẽ có tín hiệu rung lắc đối với cổ phiếu Novaland nếu như không thể vượt qua vùng đỉnh cũ 22.25. Ok, đó chính là những cái góc nhìn của em Khởi về cổ phiếu Novaland nhé. Tiếp theo đó chính là cổ phiếu DXS. DXS cũng là một cổ phiếu mà tăng rất là mạnh trong thời điểm mà vừa qua, chúng ta có thể thấy tăng rất là mạnh. Đầu tiên thì em cũng sẽ phân tích trong khung đồ thị tháng trước thôi. Mọi người đang xem mình nhớ để lại cho em một like nhé, cũng như là một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Novaland trong khung đồ thị tháng thì vẫn đang cho thấy một kênh tăng này rất là mạnh này. Để em khởi đo từ những vùng giá từ những cái ngày khoảng đầu tháng đầu năm 2023 mà lên vùng giá hiện tại cũng hồi phục được 100% rồi. Thanh khoản nhịp này cũng rất ấn tượng này, gấp 3, gấp 4 lần trung bình 20 phiên. Trong tháng 8 vừa qua thì DXS thì khi mà có tín hiệu tăng mạnh như vậy thì trong tháng 8 vừa qua thì đã có tín hiệu rung lắc khá là mạnh, và trong sau đó thì rút những cái dấu nến rất là dài ở phía bên dưới lên. Và trong tính đến thời điểm hiện tại của tháng 9 thì DIS thì đang cho thấy những cái sự có tín hiệu xuất hiện cây nến xanh, nhưng mà cần thêm những yếu tố mà sự bật tăng trong tháng này để có thể vượt qua được vùng giá là 12.5 nhá. Nếu như đóng nến mà không thể vượt qua được vùng giá 12.5 trong cái tháng 9 này thì trong bắt đầu từ tháng 10 thì nó sẽ hình thành nên những cái vùng mà kháng cự loanh quanh vùng giá 12.5 trong khung đồ thị tháng, thì đây sẽ là những cái điều bất lợi đối với cổ phiếu DIS ở trong khung đồ thị tháng. Ok, cái bản đẹp nhất là kết thúc tháng 9 này sẽ vượt qua được vùng giá là 12.5 đối với cổ phiếu DXF nhé. Hiện tại thì cái vùng đấy thì vẫn vẫn chưa hình thành nên cái vùng kháng cự 12.5 đâu, nhưng mà hy vọng thì kết cây nến của tháng 9 này sẽ vượt qua vùng giá này. Ok, quay trở về khung đồ thị tháng của tuần của chúng ta thì trong tuần vừa qua thì đã có những lúc mà DIS chạm vào vùng cản 12.45 và sau đó thì lại không thể giữ được những cái đà tăng, và khi mà gặp cản thì đã có tín hiệu bị bán ngược trở lại và rút dâu lên ở phía bên trên. Thanh khoản tuần qua cũng phải gần chạm mức trung bình gấp đôi trung bình 20 phiên, nhưng mà khá là đáng tiếc khi mà điều đó là chưa đủ để cho con DIS này có thể vượt qua được vùng cản rất là cứng là quanh vùng giá 12.45 nhé. Thì hiện tại thì trong tuần sau này sẽ vùng giá sẽ thoát mây, và đây sẽ là những cái tín hiệu tiếp tục có những tín hiệu để cho con DXS này có thể là vượt qua được vùng giá là 12.45. Nhưng mà hiện tại thì vùng này cũng rất là cứng nên là cần thêm hơn nữa những cái dòng tiền để tham gia vào cổ phiếu DXS này để
cho nó có thể vượt qua được mạnh mẽ hơn nhá. Tuần vừa qua thì cũng có thu hút được dòng tiền rồi nhưng mà như vậy là chưa đủ. Đường Tenkan và đường Kijun thì vẫn đang cho thấy những cái xu hướng tăng, và ít nhất thì trong tháng 9 này thì trong khung đồ thị tuần này thì vẫn đang có những cơ hội để cho con DXS này có thể là bật tăng lên nhá. Đặc biệt là khi thoát mây này thì sẽ có thêm những cái cơ hội để cho nó có thể là bật tăng, nhưng mà hiện tại thì nó cần xử lý được những cái vùng giá là 12.45, và như vậy thì cái vùng cản khá là cứng, như vậy thì điểm mua hiện tại em phải đánh giá khá là khó đối với cổ phiếu DXS này. T cộng nếu nghĩ là anh chị em thích thì cũng đánh được loanh quanh vùng giá là 11.8 11.9 đi, loanh quanh nó hỗ trợ đỉnh cũ này thì chúng ta có thể đánh được T cộng nhé. Đặc biệt là thanh khoản trong phiên thứ năm thì rất ấn tượng, và sau đó thì phiên thứ sáu thì chạm cản trong khung đồ thị tuần nhưng mà cái lực bán không quá là nhiều này, được test lại khá là ít, test lại vùng đỉnh cũ này khá là ít, nên là mọi người mà yêu quý một cổ phiếu DXS này mà muốn đánh cổ phiếu này thì em nghĩ là đánh T cộng, tuy là nó đang có tín hiệu chạm cản tuần nhưng mà em nghĩ là đánh T cộng vẫn là đánh được khi mà nó có dòng tiền này và đang có tín hiệu mà hỗ trợ đỉnh cũ này, thêm cả đánh giá rất ấn tượng. Bên cạnh đó thì Tenkan Kijun thì vẫn đang cho thấy một xu hướng tăng nhưng mà khả năng thì sẽ có trong tuần sau thì Tenkan Kijun nó sẽ đi ngang đấy, bởi vì nó vẫn đang có những cái vùng đỉnh cũ này quanh vùng giá là đỉnh cũ phiên thứ sáu ngày mùng 8 tháng 9 ấy, khi mà nó có tín hiệu rút dâu lến này lên đến vùng giá hiện tại mà lên đến vùng giá dâu lến ấy, cũng phải là 4%, hơn 4% nữa thì kịch bản mà có thể vượt qua được vùng giá này luôn cho phiên thứ hai thì em phải đánh giá khá là khó. Ok, và đặc biệt là khi mà đang có tín hiệu mà rút dâu lến trong khung đồ thị tuần nên là rất là khó trong phiên thứ hai mà có thể vượt qua được vùng giá là 12.45 này luôn. Nhưng mà em nghĩ là đánh T cộng trong dịp này đánh được, đánh T cộng nhé, mọi người lưu ý đánh nhanh nhé. Ok, bên dưới thì vẫn đang có lịch sinh này quanh vùng nền như đỉnh vùng đỉnh cũ này nữa, bên dưới nữa thì đã có những cái vùng mà hỗ trợ liên quanh vùng giá là 10.95. Ok, nói chung là khung ngày thì dòng tiền vào cũng rất tích cực rồi nhưng mà theo phân tích theo chu cũ chưa được ổn hơn lắm. Còn khung đồ thị giờ này trong phiên thứ sáu này, trong phiên thứ sáu thì đã có tín hiệu mà lực bán ở cuối phiên này và sau đó thì mở lên những cái vùng khách sạn Kijun phẳng hút giá về vùng giá bên dưới, và những cái lực hút này sẽ còn diễn biến trong phiên trong khoảng 9 giờ của ngày thứ hai nữa, và sau đó thì sẽ rơi vào những trạng thái tích lũy cũng nhá. Nên là khả năng thì trong 9 giờ của phiên thứ sáu thì sẽ có tín hiệu rung lắc nhẹ thôi và sau đó thì nó sẽ cân bằng trở lại đối với cổ phiếu DXS nhá. Kết luận lại thì chung dài hạn em khởi vẫn đánh giá thì thị trường hiện tại thì để đầu tư chung dài hạn em khởi vẫn đánh giá rất là cao, nhưng mà DXS này để so sánh với các cổ phiếu khác thì em khởi đánh giá không bằng, nhưng mà nó vẫn đang có những tiềm năng trong khung chung và dài hạn. Còn nó không ngắn hạn thì hiện tại thì em nghĩ là mọi người nếu yêu thích cổ phiếu này có thể là mua được, và ai có thì có thể nắm giữ thêm nhé. Dòng tiền rất là mạnh này, trong phiên thứ năm khoảng gấp 4 lần trung bình 20 phiên, thì một cổ phiếu mà có dòng tiền vào thì em đánh giá rất là sáng. Ok, đó là những cái nhận định của em Khải về cổ phiếu DXS và cổ phiếu Novaland. Thì review qua một chút cái danh mục của anh em Ichi này, đây là danh mục ngắn hạn nhé. Một số cổ phiếu của ngành bất động sản như Shell này cũng đạt mức là hơn 35%, đất xanh LS, đây là các cổ phiếu đã bắt đáy trong thời điểm vừa qua này khi mà thị trường đã có tín hiệu hoảng loạn, nhà đầu tư bán tháo rất là nhiều, nhưng mà anh em trong team thì vẫn rất là quyết liệt để cho khách hàng bắt đáy và hiện tại đã có những lợi nhuận rất là tốt. Ok, mọi người có thể tham khảo nhé. Đây là hai cổ phiếu đã bán này, còn đây là Zoom chung một dài hạn này. Novaland thì cũng đã tăng khoảng 66,67%, DXS đang có lợi nhuận 80,80%, và một số cổ phiếu khác như Đích này, Đất Xanh, Novaland, BDR, CI, HPX. Ok, thì đã có những lợi nhuận rất tốt. Đây là một số các ngành nghề khác nhá. Thì các chị mà đang quan tâm đến hai cái zoom chung và dài hạn như zoom ngắn hạn của anh em Ichi thì có thể liên hệ cho em Khởi qua số Zalo trên màn hình 0354 753 081 để em Khởi có thể hỗ trợ mọi người vào hai zoom này nhá, hoàn toàn là miễn phí. Với cái phương châm là có tu tâm thì mới tu được nghiệp, tâm có sáng thì nghiệp mới thành, nên luôn luôn em Khởi luôn luôn là đồng hành cùng mọi người, và em Khải sẽ giúp cho mọi người tìm được long mạch, đón được gió đông, gặp người tri kỷ, áp xếp thành công nhé. Anh chị có thể là quay trở về sát cánh cùng em Khải qua hai cách, là một là mở mới bên tài khoản bên công ty chứng khoán VPS và gắn ID B62, hoặc anh chị mà đang giao dịch bên VPS rồi có thể chuyển về ID của em Khải qua hướng dẫn trên màn hình đây nhé.
thay đổi chuyên gia tư vấn ở gắn IDB 62 Nguyễn Khởi tích 3 cái tích xanh này và cho đổi ấn xác nhận nhé. Và sau khi mà trở về đồng hành cùng mà sát cánh của em Khởi thì em Khởi sẽ thêm người vào hai cái Zoom này hoàn toàn miễn miễn phí nhé. Ok, thì trước khi vào kết thúc video thì các anh chị nhớ dành ra 5 đến 10 giây đến vào hai cái Zoom Zalo và Telegram nhé. Hai Zoom này em Khởi sẽ khuyến nghị cho mọi người cổ phiếu hoàn toàn miễn phí. Ok, cũng như là lời để chúng ta có thể sát cánh cùng nhau ở trên thị trường chứng khoán này. Ok, và mọi người nhớ để lại cho Khởi một like cũng như là một lượt đăng ký kênh, và mọi người cũng có thể là để lại những cái quả tim để khích lệ tinh thần cho Khởi cũng như tất cả các anh em trong team nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, và lời cuối cùng thì cho phép em Khởi xin gửi lời chúc sức khỏe đến đại gia đình nhà mình, và chúc cho mọi người tuần giao dịch này sẽ có thật là nhiều năng lượng cùng đó hoàn thành tốt các công việc và đầu tư giao dịch thật là hiệu quả nhé. Và có khó khăn gì thì cứ liên hệ cho em Khởi qua số Zalo, em Khởi sẽ hỗ trợ cho mọi người, tư vấn sát cánh cho mọi người hoàn toàn miễn phí nhé. Ok, em cảm ơn chị cho mọi người.